bạn đang nghe truyện hệ thống cửa hàng ở dị giới trên kênh TV Audio CV. Chương 1452, gọi ta là thiên cơ tử, hoặc thiên cơ đại gia cũng được hai. Vừa rồi dương trưởng quỷ đã ban cho ta một cái tên, gọi là thiên cơ tử. Vẻ mặt tự mãn của thiên cơ tử khiến mọi người buồn nôn. Sau này, lâu chủ của thiên cơ lâu sẽ là thiên cơ tử. Nói xong, thiên cơ tử hạ cái đầu cao ngạo của mình xuống, nhìn mọi người các ngươi có thể gọi ta là thiên cơ tử, hoặc là thiên cơ đại gia cũng được. Lúc này, thiên thứ đã có chút lân lân, dám cả gan trêu chọc mọi người. Nhưng hắn cũng có vốn liếng để kiêu ngạo, chỉ riêng thiên cơ sách nhân quyển trong tay hắn cũng đủ để hắn cùng thiên cơ lâu có một chỗ đứng trên đại lục này rồi. Sẽ không còn thế lực nào dám coi thường thiên cơ lâu nữa, sau này thiên cơ lâu sẽ đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trên đại lục. Ngươi muốn biết tương lai của mình sẽ ra sao, ngươi muốn biết khi nào mình sẽ thành đạt hãy đến thiên cơ lâu chúng ta có đội ngũ chuyên nghiệp phục vụ tận tình bảo đảm khiến ngươi hài lòng vừa ý cút mọi người nhìn thiên thứ với ánh mắt khinh bỉ à không bây giờ phải gọi là thiên cơ tử ngươi nên cảm thấy may mắn đi đây là tên do dương trưởng quỷ ban cho nếu ngươi tự đặt tên mình là thiên cơ tử hừ hừ sau này chúng ta sẽ gọi ngươi là gà con xem ngươi còn dám đắc ý nữa không thời gian thấm thoát thoi đưa, một ngày trôi qua rất nhanh. Ngày hôm sau, Dương Phong lấy ra hai lưỡng nghi luyện đan lô và 50 quyển công pháp truyền âm nhập mật, đặt lên kệ hàng. Hắn lấy thêm một lưỡng nghi luyện đan lô nữa, cùng với 30 quyển truyền âm nhập mật đặt lên quầy hàng. Số hàng này sẽ giao cho Trần Lâm, mang đến phân hiệu để bán. Dù sao đồ tốt cũng không thể lúc nào cũng chỉ bày bán ở tổng hiệu, cũng phải chiếu cố phân hiệu một chút đương nhiên số lượng sẽ không thể chia đều, dù sao phân hiệu cũng chỉ là phân hiệu. Với vai trò là nơi trung gian, điểm tuyên truyền, phân hiệu không thể phát triển trầm rộ như tổng hiệu được. 20 quyển truyền âm nhập mật còn lại sẽ để dành cho phân hiệu tiếp theo. Khi cửa hàng mở cửa, người của một số thế lực nhìn thấy trên kệ hàng phía sau quầy bày đầy bảo vật. Một số người vội vàng chạy tới xem, sau khi xem xong liền lập tức báo cáo lên cấp trên. Rất nhanh, các thế lực lớn ở cấm đoạn đại lục và thiên thần đại lục đều phái người đến xếp hàng dài trước quầy. Khi bọn họ nhìn thấy lưỡng nghi luyện đang lô được bán với giá 10 vạn hạ phẩm linh thạch, tất cả đều há hốc mồm kinh ngạc. A, à, 10 vạn linh thạch, đây chính là 10 vạn linh thạch, chứ không phải 10 hay 100 linh thạch. Hiện tại, bất kể là thế lực nào cũng không thể nào bỏ ra được từng ấy hạ phẩm linh thạch. Cho dù là huyễn nguyệt thánh địa có mỏ linh thạch cũng không lấy ra được. Dù sao, khai thác linh thạch cũng không phải sở trường của ma thú. Hiện tại, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có 5, 6 vạn linh thạch. Hơn nữa Dương Phong còn có yêu cầu về kích thước linh thạch, bọn họ không thể tùy tiện khai thác được. Trời à, vậy mà lại cần tới 10 vạn linh thạch. Tất cả mọi người đều kinh hãi sau khi đọc xong giới thiệu về lưỡng nghi luyện đan lô. Đặc biệt là mấy thế lực đã từng đấu giá vạn thảo bí điển, bọn họ thèm muốn lưỡng nghi luyện đan lô tới mức nước miếng sắp chảy ra. Chỉ tiếc là bọn họ không có đủ linh thạch, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cuối cùng cũng có bảo vật cần dùng linh thạch để mua rồi. Nhưng không ngờ tới, vậy mà lại cần tới 10 vạn. May mà, may mà, như vậy thì cho dù là thiên tần đế quốc, huyển nguyệt thánh địa, chú Linh Tông cũng không mua nổi lưỡng nghi luyện đan lô này. Mọi người vừa cảm thán giá cả đắt đỏ, vừa âm thầm vui mừng. May mà là 10 vạn linh thạch, chứ không phải một, hai vạn như vậy thì ai cũng không mua nổi. Hơn nữa, bọn họ cho rằng huyễn nguyệt thánh địa sẽ không mua lưỡng nghi luyện đan lô. Dù sao bọn họ là ma thú, mua lò luyện đan về cũng vô dụng. Đối với thiên tần đế quốc và chú Linh Tông, bọn họ chỉ có thể cầu nguyện hai thế lực này đừng khai thác linh thạch quá thuận lợi. Đồng thời phải nhanh chóng tìm kiếm mỏ linh thạch, ít nhất phải là mỏ có thể khai thác được 10 vạn linh thạch. Nếu không, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác mua mất lò luyện đan phiên bản giới hạn này dù sao sau này sẽ không có lưỡng nghi luyện đan lô để bán nữa muốn đợi đến lúc có lò luyện đan khác để mua không biết phải đợi đến bao giờ dương phong nhìn thấy mọi người đều nhìn chầm chầm lưỡng nghi luyện đan lô với vẻ mặt vừa mừng vừa tiếc liền biết bọn họ đang nghĩ gì cụ cụ các ngươi muốn mua gì dương phong thấy mọi người nhìn đến mê mẩn liền lên tiếng hỏi những người đứng trước quầy nghe thấy Dương Phong hỏi, lúc này mới rời mắt khỏi lưỡng nghi luyện đang lô. Bọn họ chuyển sang nhìn công pháp truyền âm nhập mật. Sau khi đọc xong giới thiệu, ánh mắt của bọn họ đều sáng lên. Đây chính là bảo bối, có truyền âm nhập mật, sau này khi thảo luận chuyện gì đó, bọn họ sẽ không cần phải mở kết giới cách âm nữa. Dương trưởng quỷ, cho ta một quyển truyền âm nhập mật. Tần Hạo vừa nói vừa lấy thẻ hội viên ra những người khác cũng nhao nhao mua theo. Hiện tại, người có thể bỏ ra một ngàn vạn kim tệ cũng không ít. Rất nhanh, 50 quyển truyền âm nhập mật đã được bán hết sạch. Trên truyền tống trận, hướng vấn thiên vừa mới ra khỏi bí cảnh thí luyện, vừa mới bước lên truyền tống trận, trong đầu hắn liền vang lên một giọng nói quen thuộc. Hướng tông chủ, Người có thể nghe thấy ta nói chuyện không? Hướng vấn thiên hai mắt sáng lên. Thanh âm này là của Hồ Tuyết Phong, Nho Phong Thiên Tông, hướng vấn thiên vội vàng nhìn quanh bốn phía. Rất nhanh hắn đã phát hiện ra bóng người của Hồ Tuyết Phong ở dưới thông thiên thê. Hồ Tuyết Phong cũng phát hiện hướng vấn thiên nhìn về phía mình, còn ra hiệu với hắn một chút. Ở dưới thông thiên thê, không chỉ có Hồ Tuyết Phong, Diệp Hoa Đình, Thiên Cơ Tử, Kim Nguyên Ung, đều ở đó. Nghe được, ngươi có thể nghe thấy ta nói không, hướng vấn thiên cũng dùng truyền âm nhập mật, truyền âm thanh của mình vào tai Hồ Tuyết Phong hồ tuyết phong vẻ mặt vui mừng đương nhiên vô cùng rõ ràng hướng vấn thiên đi tới trước mặt mọi người bắt đầu thảo luận về diệu dụng của công pháp truyền âm nhập mật công pháp này thật hữu dụng sau này khi bàn luận việc gì đó chúng ta không cần kết giới cách âm nữa kim nguyên ung vô cùng cảm khái vật phẩm mà cửa hàng bán ra không còn lấy công pháp hay vũ khí có uy lực kinh người làm chủ nữa rồi hiện tại lại có thêm một số công pháp phụ trợ và vật phẩm khác thật sự rất không tệ không sai có truyền âm nhập mật này chúng ta bây giờ đều có thể chia thành vô số tiểu đoàn thể thiên cơ tử mỉm cười nhìn mọi người cười hiếp mắt nói thiên cơ tử vừa dứt lời sắc mặt mọi người đều trở nên mất tự nhiên bọn họ nhìn về phía thiên cơ tử ánh mắt có chút bất thiện loại chuyện này mọi người tự biết trong lòng là được rồi ngươi lại nói ra trước mặt mọi người chẳng phải là muốn làm mọi người khó xử sao có lẽ hiện giờ các ngươi đang âm thầm trao đổi mắng chửi ta đấy Thiên cơ tử duỗi tay phải ra, dùng ngón cái chạm vào bốn ngón tay còn lại, chậm rãi nói. Thiên cơ tử nói không sai chút nào, hiện giờ bọn họ đang liên thủ mắng chửi tổ tiên 18 đời nhà thiên cơ tử. Nhưng thiên cơ tử cũng chẳng quan tâm, những kẻ này thật sự quá giả tạo. Không giống như hắn, lúc làm thích khách thì quan minh chính đại, hiện tại làm tình báo cũng quan minh chính đại. Ngay lúc này, trong đầu bọn họ vang lên một giọng nói vô cùng kiêu ngạo. Hắc hắc, Lũ rác rưởi các ngươi, chỉ có thể nhìn thấy người khác mới truyền âm được thôi sao? Không giống như trẫm, thần thức đi đến đâu, cho dù không nhìn thấy các ngươi, trẫm vẫn có thể truyền âm với các ngươi." Giọng nói của Tần Hạo vang lên trong đầu bọn họ. Mọi người lập tức quan sát xung quanh, muốn xem Tần Hạo đang ở đâu. "Hắc hắc, các ngươi không cần tìm đâu, trẫm không có ở đây, chỉ bằng lũ rác rưởi các ngươi, đừng hòng tìm thấy trẫm." Tần Hạo vô cùng kiêu ngạo nói. Tần Hạo tên khốn kiếp nhà ngươi hiện giờ đang ở đâu có tin lão tử đánh chết ngươi không hướng vấn thi nghe thấy giọng điệu kiêu ngạo của tần hạo lập tức không giữ được bình tĩnh các vị tông chủ của thế lực khác các vị hoàng đế cũng không thân thiết với tần hạo như hắn bình thường khi gặp mặt chỉ nói đùa vài câu hoặc là bàn chút chuyện công việc không giống như hắn từ khi còn trẻ đã là bạn bè với tần hạo cho nên hắn đối với tần hạo sẽ không khách sáo như những người khác cần phải mắng chửi thì hắn tuyệt đối sẽ không khách khí chút nào khặt khạch, khạch hướng vấn thiên lão già thối tha nhà ngươi có gan thì đến đây xem trẫm có đánh ngươi ra phân không hiện giờ trẫm đang ở trong hành cung ngươi có gan thì tới đây giọng nói vô cùng kiêu ngạo của tần hạo lại vang lên lần nữa ta đi xem thử mã minh triết bay về phía hành cung của tần hạo y muốn xem xem tần hạo có thật sự ở trong hành cung hay không tần hoàng ngươi quả nhiên đang ở hành cung Mã Minh Triết nhìn thấy Tần Hạo đang nằm trên ghế xích đu một cách nhàn nhã, tay cầm bầu rượu, uống ừng ực. Sao? Chẳng lẽ ngươi không tin lời trẫm nói? Tần Hạo nhìn thấy Mã Minh Triết, cười khẩy một tiếng. Mã Minh Triết cười khổ, ta chỉ muốn xác nhận xem Tần Hoàng có thật sự ở trong hành cung hay không thôi. Tần Hạo kinh thường liếc mắt, lũ rác rưởi các ngươi, vậy mà không tin lời trẫm nói, còn bảo Mã Tông chủ đến xem xét rất nhanh mọi người đã đến hành cung của tần hạo nhìn tần hạo với vẻ mặt đắc ý ha ha thế nào thế này mới gọi là truyền âm nhập mật chứ tần hạo cảm thấy thật sảng khoái đây chính là chỗ tốt của tu tiên giả trong phạm vi thần thức hắn có thể giao lưu với bất kỳ ai cũng không cần phải nhìn thấy đối phương không giống như đám võ giả này chỉ có thể truyền âm nhập mật khi ở ngay trước mặt sau khi mọi người biết được một ít tình huống mới biết đây là năng lực của tu tiên giả chỉ cần ở trong phạm vi thần thức là có thể truyền âm nhập mật chuyện này khiến mọi người vô cùng hâm mộ liên tục nói rằng mình cũng sẽ trở thành tu tiên giả sẽ không để tần hạo kiêu ngạo được bao lâu nữa sau khi mọi người khoác lắc một hồi tần hạo bảo mọi người ngày mai đến hoàng cung của thiên tần đế quốc hắn có chuyện quan trọng muốn tuyên bố nghe vậy mọi người đều hiểu rõ tần hạo muốn tuyên bố chuyện gì rất nhanh đã đến ngày hôm sau một tin tức chấn động toàn bộ thiên thần đại lục hôm nay thiên tần đế quốc của ta chính thức đổi tên thành thiên tần thánh đình tần hạo công bố với toàn bộ đại lục việc thiên tần đế quốc chính thức đổi tên thành thiên tần thánh đình hoàng đế của thiên tần đế quốc đổi thành thánh hoàng đã đổi thành thánh đình vậy thì cách gọi hoàng đế cũng phải thay đổi thánh hoàng nghe đứng lên có khí thế hơn hoàng đế nhiều tần hạo vô cùng thích thú mẹ kiếp lão già này thật sự quá khoa trương hướng vấn thiên nhìn tần hạo với vẻ mặt hưng phấn và đắc ý cảm thấy vô cùng khó chịu tông chủ xem ra chúng ta cũng nên suy nghĩ đến chuyện trở thành thánh địa rồi kiều chí hành thái thượng trưởng lão của thương lan thiên tông hâm mộ nói với thực lực hiện tại của thương lan thiên tông cũng có thể bắt đầu thảo luận chuyện trở thành thánh tông rồi hướng vấn thiên gật đầu việc để thương lan thiên tông trở thành thánh địa hắn đã sớm có kế hoạch này rồi. Chỉ là chưa nói ra thôi. Ừm, các ngươi hãy thương lượng trước đi, sắp xếp chuyện này cho ổn thỏa. Đợi đến khi thời cơ chín mùi, lập tức đổi tên thành Thương Lan Thánh Địa. Khi hướng vấn thiên từ kinh đô của thiên tần đế quốc trở về thiên ba hồ. Tam trưởng lão, người được hắn phái đi tìm mỏ linh thạch đã trở về. Tông chủ, ta đã trở về. Tam trưởng lão vẻ mặt tươi cười, còn có chút hưng phấn đi tới trước mặt hướng vấn thiên hành lễ hướng vấn thiên nhìn tam trưởng lão phong trần mệt mỏi có chút tò mò tam trưởng lão sao ngươi lại trở về rồi đột nhiên hắn nhớ ra điều gì đó hai mắt mở to nhìn tam trưởng lão với vẻ mặt hưng phấn chẳng lẽ ngươi lúc này tam trưởng lão không kìm nén được cảm xúc nữa cười ha hả ha ha ta đã tìm được một mỏ linh thạch nói xong lão kể lại quá trình tìm kiếm mỏ linh thạch hơn nữa quy mô của mỏ linh thạch này còn rất lớn theo tính toán sơ bộ của lão ít nhất có thể khai thác được hai ba mươi vạn khối ha ha thương lang thiên tông chúng ta cũng có mỏ linh thạch của riêng mình rồi ha ha trời phù hộ thương lang thiên tông ha 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 hướng vấn thiên hưng phấn hét lớn gần như toàn bộ thiên ba hồ đều nghe thấy tiếng hét của hắn hiện tại thứ gì quan trọng nhất tài nguyên tài nguyên gì là quan trọng nhất đó chính là linh thạch có lẽ không lâu nữa linh thạch sẽ trở thành tiền tệ lưu thông giữa các tu tiên giả. Dù sao linh thạch không chỉ có thể trở thành tiền tệ, mà còn có thể dùng để tu luyện. Nếu là thế lực có giả tâm, thì phải nhanh chóng tìm kiếm mỏ linh thạch, chiếm giữ tài nguyên quan trọng nhất này. Ngay khi tiếng cười hưng phấn của hướng vấn thiên vừa dứt, tiếng cười sang sản của Kim Nguyên ung vang lên. Ha ha, ngươi nói có trùng hợp không, ngươi nói có trùng hợp không chứ, Kim Đỉnh Thiên Tông ta cũng tìm được một mỏ linh thạch rồi, ha ha ha, lúc này, những thế lực lớn khác nghe thấy tiếng cười của Hướng Vấn Thiên và Kim Nguyên Ung trong lòng chua xót không nói nên lời. Kim Nguyên Ung đi tới trước mặt Hướng Vấn Thiên, khiêu khích nói: Hắc hắc, lửa nghi luyện đan lô. Lần này Kim Đỉnh Thiên tông ta nhất định phải có được. Hắn cũng đã hỏi thăm rồi, mỏ linh thạch mà bọn họ tìm được, ít nhất có thể khai thác 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Linh thạch không còn thì có thể tiếp tục tìm kiếm, nhưng nếu không có lửa nghi luyện đan lô, vậy thì thật sự là mất rồi. Hướng vấn thiên cười ha hả, ha ha, ngươi chắc chắn mỏ linh thạch của ngươi có thể khai thác được 10 vạn khối linh thạch sao, hắc hắc, nhất định, chắc chắn, khẳng định. Kim Nguyên ung nhất định phải có được lưỡng nghi luyện đan lô. Ngay lúc đó, lại có một giọng nói vang lên. Ha ha, xin lỗi mọi người, thiên vô thiên tông ta cũng sắp có mỏ linh thạch của riêng mình rồi. Vừa dứt lời của Mã Minh Triết, giọng nói của Hồ Tuyết Phong cũng vang lên. Vậy thì xin lỗi mọi người nhé, Nho Phong Thiên Tông chúng ta đã tìm được một mỏ linh thạch trong bí cảnh nhân tài. Hôm nay, tổng cộng có 7 thế lực tìm được mỏ linh thạch của riêng mình. Thiên thần đại lục 4 cái, cấm đoạn đại lục 3 cái. Tin tức này sau khi truyền ra đã gây nên một trận chấn động. Nhưng mà, đây mới chỉ là bắt đầu. Tiếp theo đó, một tin tức khiến thiên thần đại lục và cấm đoạn đại lục lại một lần nữa chấn động trận chấn động này còn lớn hơn cả việc bảy thế lực kia tìm được mỏ linh thạch. Đó chính là Hoàng Chính Hạo, thái thượng trưởng lão của Thiên Minh, cựu tông chủ của Kim Đỉnh Thiên Tông, đã đột phá đến cảnh giới võ tôn. Không chỉ có mình hắn, trong Thiên Minh còn có hai vị thái thượng trưởng lão khác cũng đột phá đến cảnh giới võ tôn. Bọn họ đều tu luyện cửu u luyện hồn công mà Kim Đỉnh Thiên Tông đấu giá được. Cho nên, rất nhanh đã đột phá đến cảnh giới võ tôn kết quả này cũng nằm ngoài dự đoán của bọn họ không ngờ lại có thể đột phá đến cảnh giới võ tôn nhanh như vậy không chỉ có bọn họ chỉ một lát sau chú linh tông cũng truyền đến tin tức diệp huy đã thành công đột phá đến cảnh giới võ tôn chỉ trong chốc lát đã có bốn người đột phá đến cảnh giới võ tôn đây chính là một bước đột phá vượt thời đại đây mới là võ tôn chân chính không giống như đám mỵ võ tôn ở hạo nguyệt đại lục bao nhiêu năm rồi đã bao nhiêu năm không có ai đột phá đến cảnh giới võ tôn hiện tại đã có người đột phá có lẽ không lâu nữa sẽ có người liên tiếp đột phá đến cảnh giới võ tôn trong lúc mọi người đang hò reo vui mừng sở kinh cuồng lại chẳng thèm để ý hừ không phải chỉ là võ tôn thôi sao cần phải kích động như vậy sao hừ tộc trưởng của ma nhân tộc chúng ta tối qua đã trở thành võ tôn rồi nghe thấy lời nói của sở kinh cuồng mọi người đều kinh ngạc tộc trưởng sở vậy mà tối qua đã đột phá đến cảnh giới võ tôn rồi tại sao ma nhân tộc lại không công bố tin tức này hả tối qua tộc trưởng sở đã trở thành võ tôn rồi tại sao ma nhân tộc các ngươi không công bố ra ngoài mọi người vây quanh sở kinh cuồng hỏi bọn họ không thể hiểu nổi loại chuyện long trời lở đất này tại sao ma nhân tộc lại không công bố ra ngoài hừ sở kinh cuồng khinh thường cười lạnh một tiếng các ngươi à hãy mở rộng tầm mắt ra một chút đi chẳng phải chỉ là võ tôn thôi sao nhìn các ngươi kích động kìa một võ tôn đã khiến các ngươi kích động thành ra như thế này vậy sau này có người đột phá đến võ thánh võ thần chẳng phải các ngươi sẽ kích động đến chết sao mấy ngày trước có rất nhiều võ tôn võ thánh thậm chí võ thần siêu thần bị dịp hoa đình chơi đùa như con cháu hiện tại có người đột phá đến cảnh giới võ tôn có gì đáng để kiêu ngạo chứ mục tiêu của ma nhân tộc chúng ta rất rõ ràng đó chính là trở thành tu tiên giả ngoại trừ việc trở thành tu tiên giả cho dù hiện tại có trở thành siêu thần, trong mắt bọn họ cũng chẳng là gì. Hai, tuổi trẻ, vẫn còn quá non nớt, sở kinh cùng nhìn mọi người với ánh mắt khó tin, lắc đầu. Đúng vậy, chẳng phải chỉ là võ tôn thôi sao, có gì ghê gớm chứ. Hiện tại lão hùng ta có thể một mình đánh bại hai tên võ tôn, lúc này, hùng khoát hải, đại địa ma hùng ồm ồm nói. Với thực lực hiện tại của hắn, đừng nói là hai tên, cho dù bốn tên cùng xông lên, hùng khoác hải cũng có thể dễ dàng đánh bại. Hiện tại hắn đã dung hợp linh căng, tốc độ hấp thu linh khí nhanh hơn trước rất nhiều lần. Thực lực cũng tăng lên nhanh chóng, tuy rằng cảnh giới không thể đột phá, nhưng thực lực lại tăng lên với tốc độ chóng mặt. Hiện tại hắn đã có dũng khí khiêu chiến với ô vô hùng. Nhưng cũng chỉ dám khiêu chiến thôi, nếu thật sự đánh nhau thì hắn vẫn còn kém xa. Ngài là đại lão, chúng tôi không dám so sánh với ngài mọi người giơ ngón tay cái về phía hùng khoác hải nói những lời trái với lòng mình tuy rằng ngoài miệng bọn họ rất khâm phục hùng khoác hải không phải nói là ngoại trừ tiểu bạch ở trong cửa hàng cùng với những ma thú lợi hại mà cửa hàng bán ra đối với ma thú ở huyễn nguyệt thánh địa bọn họ chỉ là khẩu phục tâm bất phục khẩu phục là bởi vì không muốn chịu đau đớn về thể xác tâm bất phục là do đặc tính của chủng tộc nhân tộc luôn có cảm giác mình cao quý hơn ma thú dù sao mục tiêu cuối cùng của ma thú là biến thành hình người chính vì có loại cảm giác ưu việt này mới dẫn đến tình trạng khẩu phục tâm bất phục ngài rất lợi hại ngài rất trâu bò ngài có thể một tay đánh bại một tên võ tôn nhưng ta chính là không phục cho dù ngươi đánh chết ta ta cũng không phục mọi người vừa cười hì hì nhìn hùng khoác hải vừa thầm oán trách trong lòng ngay khi bên ngoài đang bàn tán về cảnh giới võ tôn hoan hô bốn người đột phá đến cảnh giới võ tôn tại huyền không đảo trong đại điện huyền không bí cảnh cũng xảy ra một chuyện a à, khí tức trên người hổ thiên thiên tăng vọt linh lực tỏa ra tứ phía hắn đang trợn tròn mắt ngửa mặt lên trời gầm lên phá cho thiên gia khi khí tức của hắn đạt tới đỉnh điểm không thể tăng thêm nữa bỗng quát lớn một tiếng khí tức lại lần nữa tăng mạnh Linh lực trên người bao trùm toàn bộ thân thể hắn, hào quang chói lọi. Âm. Um. Một tiếng động nặng nề vang lên. Ngay sau đó, thân thể Hổ Thiên Thiên bắt đầu chậm rãi biến hóa. Từ tư thế nằm sấp, bắt đầu từ từ đứng thẳng dậy. Một vài đặc điểm trên người cũng bắt đầu dần dần thay đổi. Sau khi hào quang linh lực trên người Hổ Thiên Thiên tiêu tán, một bán thú nhân cao gần 2 mét hiện ra. Ha ha, ha ha hổ thiên thiên ta cuối cùng cũng đã trở thành thiên cảnh ma thú hổ thiên thiên thành công đột phá đến thiên cảnh hắn nhìn thân thể mình cử động thử một chút sau khi thích ứng liền trực tiếp đi ra khỏi đại điện huyền không bí cảnh khi hổ thiên thiên xuất hiện trên huyền không đảo những người khác căn bản không hề phát hiện ra điều gì khác biệt dù sao thiên cảnh ma thú rất nhiều nhìn thấy thiên cảnh ma thú trên huyền không đảo cũng không có gì lạ cứ như vậy hổ thiên thiên không gây ra bất kỳ náo động nào đi xuống huyền không đảo, đi tới cửa hàng. Tộc trưởng, ta thành công rồi. Hổ thiên thiên đi đến trước mặt tiểu bạch, vẻ mặt đầy phấn khích. Huyền phi nhìn thấy bộ dạng bán thú nhân của hổ thiên thiên, tấm tắc khen. Ồ, thiên thiên không tệ không tệ, cuối cùng cũng đã tiến vào thiên cảnh. Cái đầu của ngươi, cao hơn lão bạch nhiều đấy. Lúc này hổ thiên thiên cao gần 2 mét, cao hơn tiểu bạch hẳn một cái đầu. Tiểu bạch nhìn hổ thiên thiên, tỏ vẻ rất hài lòng trong số những hậu bối của hổ tộc cũng chỉ có hổ thiên thiên hổ hoang hoang hổ thành hổ tú tú là khiến hắn tương đối hài lòng hậu bối của mình có thể đột phá đến thiên cảnh hắn cũng vô cùng vui mừng hổ tộc không phải chỉ cần mình hắn cường đại là được mà là toàn bộ hổ tộc đều cường đại đó mới thật sự được coi là cường đại bước vào thiên cảnh chỉ là điểm khởi đầu hổ tộc hiện tại ngoài hắn ra cũng chỉ mới có hai thiên cảnh so với những tộc khác có phần kém cạnh vì vậy mặc dù trong lòng tiểu bạch rất vui nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài mặt tốt rất tốt nhưng ngươi không được kiêu ngạo phải tiếp tục cố gắng bước vào thiên cảnh cũng chỉ là một khởi điểm mà thôi vâng tộc trưởng thiên thiên hiểu hổ thiên thiên gật đầu tỏ vẻ đã rõ dù sao mục tiêu của hắn là trở thành tiên thú con đường phía trước còn rất dài hổ thiên thiên tìm một vòng không thấy dương phong liền đi về phía khu vực hổ tộc sinh sống. khi hổ thiên thiên đi loanh quanh bên ngoài cửa hàng có một vài ma thú nhìn thấy cảm thấy rất nghi hoặc. ơ hổ tộc từ khi nào lại có thêm một thiên cảnh ma thú vậy? hổ tộc có bao nhiêu thiên cảnh ma thú nhân tộc có lẽ không biết nhưng ma thú bọn họ lại biết rất rõ. hổ tộc có thêm một thiên cảnh ma thú từ lúc nào? tin tức này sao lại lặng lẽ như vậy? hổ tộc hiện tại là hoàng tộc nếu xuất hiện một thiên cảnh ma thú chắc chắn sẽ khiến cả thánh địa bàn tán. Thế mà lại không có chút động tĩnh nào, có chút kỳ lạ. Ngay khi những ma thú này còn đang nghi ngờ, Hổ Thiên Thiên đã đến khu vực hổ tộc sinh sống. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, hổ thành đại ca, ta tiến vào thiên cảnh rồi." Hổ Thiên Thiên đi tới trước một sân viện, lớn tiếng gọi. Khi mấy con hổ trong nhà nghe thấy tiếng Hổ Thiên Thiên, vội vàng đi ra. "A, à, Thiên Thiên." Khi bọn họ nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Hổ Thiên Thiên, đều vô cùng kinh ngạc. Lần lượt đi đến bên cạnh hổ thiên thiên xem xét. Biết hổ thiên thiên đang sung tiếp thiên cảnh, không ngờ lại nhanh chóng đột phá như vậy. Những hổ tộc ở các sân khác, sau khi nghe thấy động tĩnh bên này, lập tức chạy tới xem. Khi những hổ tộc nhỏ tuổi coi hổ thiên thiên là thần tượng, nhìn thấy bộ dạng bán thú nhân của hổ thiên thiên, liền vô cùng phấn khích. Vây quanh hổ thiên thiên, nhảy nhót không ngừng. Lúc này, Hổ Thiên Thiên ra vẻ đắc ý, như thể hắn chính là tương lai của hổ tộc. Hừ, đừng tưởng ngươi trở thành thiên cảnh ma thú là có thể kiêu ngạo. Ngay khi Hổ Thiên Thiên đang vô cùng đắc ý, giọng nói này lập tức khiến vẻ đắc ý của hắn biến mất. Hắc hắc, Tú Tú tỷ, tỷ mãi là đại tỷ. Hổ Thiên Thiên rụt rè cười nói với Hổ Tú Tú. Mặc dù thực lực hiện tại của hắn cao hơn Hổ Tú Tú không biết bao nhiêu lần, nhưng đại tỷ mãi mãi là đại tỷ huyết mạch áp chế. Tuy không phải ruột thịt, nhưng cũng gần như ruột thịt. Hổ Tú Tú thấy Hổ Thiên Thiên vẫn ngoan ngoãn như vậy, cũng cười ha hả nói, "Ha ha, đúng vậy, không bao lâu nữa, tỷ tỷ ngươi cũng sẽ tiến vào thiên cảnh." Hổ Tú Tú nói rất đắc ý, khí thế trên người dần dần tăng lên. Khi Hổ Thiên Thiên nhìn thấy Hổ Tú Tú tiếng dai, hai mắt hắn nờ nờ nờ. "A, à, Tú Tú tỷ, tỷ 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 khi nào đã đạt đến địa cảnh bát giai rồi?" Hổ Thiên Thiên có chút không dám tin, mới qua bao lâu, cảnh giới của Hổ Tú Tú sao lại tăng nhanh như vậy? "Hắc hắc, ta đã tinh luyện một chút huyết mạch Á Long, hiện tại cảnh giới của ta tăng lên từng ngày. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang tăng lên, ta muốn khống chế cũng không khống chế được." Hổ Tú Tú rất đắc ý, mấy ngày nay nàng rất ít khi ra ngoài. Ngoại trừ việc đi đến bí cảnh thí luyện ma thú, nàng gần như đều ngồi tĩnh tọa tu luyện ở Thông Thiên Thê. Vì vậy, cảnh giới của nàng mới có thể nhanh chóng đạt đến địa cảnh bát giai khó trách gần đây rất ít khi thấy tú tú tỉ ra ngoài thì ra tỉ vẫn luôn tu luyện gần đây hổ thiên thiên đều ở trong đại điện huyền không bí cảnh chỉ có buổi sáng mới có thể chơi đùa trò chuyện cùng các bạn nhỏ trong khoảng thời gian này hắn rất ít khi nhìn thấy hổ tú tú không ngờ nàng lại đang khổ luyện ừ gần đây ta đều tu luyện cùng thục di và những người khác ở thông thiên thê dưới vi áp cực lớn ở đó, cùng với việc tinh luyện huyết mạch của ta, cảnh giới của ta tăng lên rất nhanh. Hổ Tú Tú kể về việc nàng đã khổ luyện như thế nào trong thời gian qua. Mọi người vừa nói vừa cười, liền nhắc đến chuyện nhân tộc có bốn người đột phá võ tôn. Hắc hắc, cứ để cho đám nhân tộc kia đắc ý một chút. Chỉ cần có vật phẩm giúp ma thú chúng ta tiến vào hóa cảnh, ma thú nhất tộc chúng ta ít nhất sẽ có 10 hóa cảnh ma thú. Hổ Dược, hiện là đại trưởng lão của hổ tộc nheo mắt nói. Hiện tại trong huyễn nguyệt thánh địa của bọn họ có rất nhiều thiên cảnh cửu giai ma thú. Ít nhất cũng có hơn 10 con đã đạt đến đỉnh phong cửu giai. Chỉ cần cửa hàng bán ra vật phẩm giúp ma thú bọn họ đột phá. Không đến mấy ngày, những ma thú đột phá đến hóa cảnh sẽ liên tục xuất hiện. Phiên đấu giá tháng này, chắc chắn sẽ có vật phẩm giúp ma thú chúng ta tiến vào hóa cảnh. Hổ thiên thiên rất tin tưởng vào điều này, nếu nhân tộc đã có vật phẩm giúp đột phá võ đế, vậy chắc chắn sẽ có vật phẩm giúp ma thú bọn họ đột phá. Hắn nhớ đến nụ cười của Dương Phong lúc đó, rõ ràng là phiên đấu giá tháng sau sẽ có, các ngươi không cần phải vội. Hổ Thiên Thiên cũng không ở lại đây lâu, dù sao hắn vẫn còn đang làm việc. Mặc dù hiện tại trong đại điện huyền không bí cảnh vẫn chưa có ai đến. Nhưng hắn cũng sẽ không bỏ việc lâu như vậy. Khi Hổ Thiên Thiên trở về, hắn nhìn thấy Dương Phong vừa mới bước ra khỏi cửa tiệm, đi về phía vườn rau. Chắc hẳn là Dương trưởng quỷ đang đi hóng mát dưới gốc liễu. Hổ thiên thiên lập tức chạy đến bên cạnh Dương Phong, phấn khích nói, trưởng quỷ, ta đột phá đến thiên cảnh rồi. Dương Phong vừa mới từ chỗ phong diệu trở về, cuộc sống của Dương Phong trôi qua rất thoải mái, đi dạo khắp nơi. Tất nhiên, đây đều là trong phạm vi thiên ba hồ, muốn hắn ra ngoài còn khó hơn lên trời chẳng lẽ cuộc sống như vậy không sung sướng sao? Nhìn thấy bộ dạng của hổ thiên thiên sau khi đột phá thiên cảnh, Dương Phong có chút kinh ngạc, không ngờ sau khi hổ thiên thiên đạt đến thiên cảnh hóa thành bán thú nhân, chiều cao lại cao như vậy. Ha ha, tốt, không tệ, rất tốt. Dương Phong rất hài lòng với hổ thiên thiên. Lúc đến đây vẫn chỉ là một tên nhóc huyền cảnh, vậy mà mấy tháng sau đã trở thành đại lão thiên cảnh. Được Dương Phong khen ngợi, hổ thiên thiên gãi gãi đầu. Thiên thiên đại ca, Thiên Thiên đại ca. Đúng lúc này, trong đầu Hổ Thiên Thiên vang lên giọng nói của Quả Quả và Tiểu Linh. Sau khi nói với Dương Phong vài câu, Hổ Thiên Thiên xoay người đi đến bên cạnh hai cây ăn quả. Tiểu Linh, Quả Quả, các ngươi xem hôm nay Thiên ca có đẹp trai không? Hổ Thiên Thiên khoe cơ ngực và bắt tay với hai cây ăn quả. Hiện tại, Tiểu Linh và Quả Quả có thể nói chuyện mà không cần tiếp xúc trực tiếp. Quá đẹp trai, quá đẹp trai tiểu linh và quả quả đồng thanh nói hai cây ăn quả này rất hâm mộ hổ thiên thiên dù sao hổ thiên thiên hiện tại đã là bán thú nhân thoát khỏi hình dạng ma thú cũng rất muốn hóa thành hình người nhưng không biết phải đợi đến bao giờ hổ thiên thiên cũng nghe thấy sự mong đợi trong giọng nói của hai người an ủi ha ha ta nghĩ không bao lâu nữa các ngươi cũng có thể hóa hình theo hổ thiên thiên việc tiểu linh và quả quả hóa thành hình người là chuyện chắc chắn chỉ là vấn đề thời gian có dương trưởng quỷ ở đây, không bao lâu nữa, bọn họ sẽ có thể hóa thành hình người. Ừm ừm, chủ nhân cũng nói như vậy. Quả quả lắc lắc cành cây. Hổ thiên thiên cùng tiểu linh và quả quả trò chuyện về cảm nhận khi ở dạng bán thú nhân hiện tại. Xoạt xoạt. Ngay khi hổ thiên thiên định rời đi, một cành liễu cuốn về phía hắn. Hổ thiên thiên nhìn thấy vậy thì sững người, sau đó cười ha hả. Ha ha, lâu ngày không gặp, các ngươi càng ngày càng thông minh, không phải ta không đến thăm các ngươi, mà là mấy ngày nay ta vẫn luôn tu luyện, cho dù không tu luyện thì cũng phải ở trong đại điện huyền không bí cảnh. Trí thông minh của những cây liễu này ngày càng cao, giống như những đứa trẻ, thường xuyên làm nũng. Rất nhiều người cũng thích trò chuyện với chúng, đặc biệt là một du và thương dương cùng gia đình. Thỉnh thoảng họ lại đến trò chuyện với tiểu linh, quả quả và những cây liễu này. Thiên thiên, ngươi là thiên thiên à, lúc này, ngụy đình đình, Triệu Nhã Chi và Đạm Đài Giao Sương đi đến phía sau Hổ Thiên Thiên, kinh ngạc nói. Hổ Thiên Thiên vút vút lông hổ trên trán, vênh váo nói, hắc hác, hắc, thế nào? Bộ dạng này của ta có phải rất đẹp trai không? Ngụy Đình Đình cười hắc hắc, hắc hắc, không thấy đẹp trai, nhưng mà rất đáng yêu, có lẽ trong mắt ma thú, hình dạng này của Hổ Thiên Thiên rất oai phong lẫm liệt. Nhưng trong mắt Ngụy Đình Đình và những người khác, hình dạng bán thú nhân của Hổ Thiên Thiên thật sự rất đáng yêu. Hổ Thiên Thiên, đáng yêu, đây mà gọi là đáng yêu sao? Nhân tộc đúng là không có mắt thẩm mỹ. Thiên gia đây gọi là hùng dũng oai vệ được không? Hổ thiên thiên chán nản bỏ đi. Dương trưởng quỷ, tiểu linh và quả quả còn bao lâu nữa mới có thể nói chuyện vậy? Sau khi trò chuyện vui vẻ với tiểu linh và quả quả một lúc, ba người ngụy đình đình đi đến bên cạnh Dương Phong hỏi. Hiện tại bọn họ rất mong tiểu linh và quả quả có thể nói chuyện thay vì giao tiếp bằng tinh thần với họ mặc dù giao tiếp bằng tinh thần cũng giống như nói chuyện, nhưng vẫn kém hơn nhiều về mặt biểu đạt cảm xúc. Ha ha, sắp rồi sắp rồi, Dương Phong chỉ có thể nói sắp rồi sắp rồi để cho qua chuyện, dù sao thì ai mà biết được hai cây ăn quả này còn bao lâu nữa mới có thể thực sự nói chuyện. Đúng lúc này, điều mà Dương Phong không muốn nhất đã xảy ra. Hệ thống phát bố nhiệm vụ chi nhánh, thu phục Diên Duy, phần thưởng là tinh linh bình, vật phẩm bán ra x3, cơ hội rút thưởng x3. Thời hạn nhiệm vụ: 10 ngày. Hình phạt khi nhiệm vụ thất bại: xóa sạch tiền vàng của cửa hàng, cảnh giới giảm xuống, hệ thống lại phát bố nhiệm vụ chi nhánh, hơn nữa còn là thu phục Diên Duy. Không biết Diên Duy đang ở hòn đảo nào, từ đây qua đó lại không có truyền tống trận, hơn nữa chỉ cho thời hạn 10 ngày, hệ thống này rõ ràng là muốn gây khó dễ cho hắn. Dương Phong, ngay khi Dương Phong đang cảm thấy bất lực, muốn mắng chửi hệ thống thì hệ thống đã lên tiếng trước. Ký chủ ngươi đừng vội nóng giận tinh linh bình không phải vật phàm bên trong nó chứa linh dịch lời này của hệ thống khiến dương phong đang định phun ra nuốt ngược trở lại tuy nhiên cái thứ gọi là tinh linh bình kia nếu bên trong chứa linh dịch thì lại khác linh dịch này là thứ tốt dương phong đã nghe hệ thống nhắc đến nhiều lần chỉ cần đổ linh dịch này lên thực vật nó có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của chúng có linh dịch này chẳng phải tiểu linh và quả quả có thể nhanh chóng trưởng thành muốn bọn họ nói chuyện chỉ là chuyện đơn giản sao? Ha ha, hệ thống ngươi nói gì vậy? Bổn trưởng quỷ làm sao có thể sốt ruột nổi nóng đây? Thái độ Dương Phong lúc này xoay tròn 180 độ, từ trong giọng nói không nghe được một tia nghiến răng nghiến lợi. Hệ thống, ngươi nói linh dịch này là linh dịch có thể làm cho thực vật gia tốc sinh trưởng kia phải không? Nhưng Dương Phong vì bảo đảm linh dịch này, có phải cùng một loại vật phẩm với linh dịch trong miệng hệ thống hay không? Nên hỏi thăm hệ thống. Hệ thống xác nhận nói, không sai, chính là linh dịch này. Dương Phong sau khi xác nhận linh dịch này chính là linh dịch kia, liền yên tâm lại. Ha ha, tốt, hệ thống lần này ngươi làm không tệ. Mặc dù trong lòng Dương Phong vẫn có một chút không quá nguyện ý làm nhiệm vụ này, nhưng vì có thể khiến cho Tiểu Linh và Quả Quả chân chính mở miệng nói chuyện, hắn cũng phải kiên trì đi làm nhiệm vụ này. Thật ra là vì Tiểu Linh và Quả Quả sao? Đương nhiên không hoàn toàn là vậy, hắn bây giờ cũng không vĩ đại như vậy hắn làm vậy là vì bảo trụ kim tệ cùng cảnh giới của mình ký chủ mạnh khỏe mới là thật sự tốt hệ thống dí dõm nói nó đương nhiên biết trong lòng ký chủ không muốn làm nhiệm vụ nhưng vì giữ lại kim tệ vì không để cảnh giới giảm xuống hắn kiên trì cũng phải đi làm lúc này dương phong cũng không có tiến vào hệ thống trước xem xét đảo nhỏ diên duy ở nơi nào mà là trước tiên tranh thủ thời gian đem kim tệ trên người đổi thành đan dược cho dù đến lúc đó nhiệm vụ thất bại bị hệ thống trừ kim tệ cũng không đau lòng về phần cảnh giới rơi xuống đến lúc đó lại nói dương phong đổi sáu bình chú hồn đan bốn bình trúc linh đan hắn đổ toàn bộ số đang dược vào trong mười bình này sau khi nhai nhai rồi nuốt xuống cũng may hắn hiện tại ở trong lĩnh vực vô địch nếu không tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết qua vài phút dương phong tiến vào hệ thống kiểm tra thuộc tính của mình chỉ thấy cảnh giới hiện tại của hắn đã đi tới trúc cơ cao dai, thần thức đi tới kim đan sơ dai. Dương Phong Phi thường hài lòng với kết quả hiện tại, đợi sau khi hội đấu giá qua đi, mình có thể tiến vào kim đan kỳ. Dương Phong lúc này mới hài lòng tiến vào bản đồ hệ thống, xem xét địa điểm nhiệm vụ. Dương Phong vừa xem xét, trong đầu liền đầy hắc tuyến. Trước khi địa điểm nhiệm vụ đều sẽ vô cùng rõ ràng đánh dấu ở nơi nào, ít nhất cũng sẽ đánh dấu ra một vị trí đại khái mình chỉ cần dựa theo vị trí này đi tìm là được nhưng lần này thì khác hệ thống chơi ra chiêu mới lại ở trên bản đồ biểu hiện là khu vực chưa biết sau đó ở trong khu vực chưa biết vẽ một vòng tròn mà địa điểm nhiệm vụ này lại ở trong vòng tròn này rốt cuộc ở nơi nào trong vòng tròn này thì phải dựa vào ký chủ tự mình tìm kiếm cũng may người của thiên vô thiên tông đã từng đến nơi này hẳn là sẽ có ghi chép xác thực thần thức dương phong quét về phía sân nhỏ của thiên vô thiên tông để cho Mã Minh Triết tới vườn rau gặp mình. Mã Minh Triết vội vàng chạy tới, bất kể hiện tại chuyện trong tay quan trọng tới mức nào, đều phải nhường qua. Lần trước Thiên Vô Thiên Tông các ngươi phát hiện, hòn đảo mà Diên Duy ở kia ở nơi nào, sau khi Mã Minh Triết đi tới bên cạnh Dương Phong, Dương Phong cũng không nói nhảm, mà trực tiếp dò hỏi. Mã Minh Triết vừa nghe, Dương Phong là vì chuyện này, lập tức mở miệng nói bẩm Dương trưởng quỷ, hòn đảo kia đã được vẽ ở trên hải đồ của Thiên Vô Thiên Tông chúng ta. Nói xong, hắn lấy ra một tấm bản đồ cấm kỵ chi dương từ trên những trữ vật của mình. Dương trưởng quỷ, đây là hải đồ của chúng ta. Sau khi mở bản đồ ra, ngón tay Mã Minh Triết chỉ vào một hòn đảo nhỏ. Dương trưởng quỷ, đây chính là đảo mà Diên Duy ở Dương Phong sau khi biết phương vị, so sánh một chút bản đồ nhiệm vụ trong hệ thống, liền biết đảo của Diên Duy ở nơi nào. Ừm, tốt, bổn trưởng quỷ đã biết. Dương Phong vô cùng đắc ý, ngươi muốn làm khó bổn trưởng quỷ không dễ dàng như vậy. Dương trưởng quỷ, ngài muốn đi qua đó sao? Mã Minh Triết thấy Dương Phong hỏi vị trí hòn đảo này, liền tò mò dò hỏi. "Ha ha, đi qua xem một chút." Dương Phong cũng không phủ nhận, gật đầu nhẹ. Mã Minh Triết cũng không hỏi nhiều, hắn tự nhận có thể trợ giúp Dương Phong, đây là một chuyện vô cùng đáng tự hào. Sau khi Mã Minh Triết rời đi, Dương Phong liền dương dương đắc ý với hệ thống. Hệ thống cũng không có trả lời, nếu như nó đáp lại Dương Phong chuyện này, không phải là đại biểu nó cố ý muốn làm khó Dương Phong sao, cho nên hệ thống vô cùng trầm mặt, mặc, mặc kệ Dương Phong Dương Dương đắc ý ở đó. Dương Phong quyết định ngày mai sẽ rời đi, đi tới hòn đảo nhỏ kia, với khoảng cách này, với tốc độ của phi thuyền, trên cơ bản 5-6 ngày là có thể đến. Cho nên Dương Phong cũng không vội vàng như vậy. Thiên Ma Hoang Giới. Ma Vương, không xong rồi, mệnh bài của các trưởng lão đều vỡ nát. Một tên ma tộc võ giả đi tới chỗ ma vương đang đứng bên cạnh thông đạo không gian bẩm báo. Toàn bộ đám người ma tộc bên cạnh thông đạo không gian đều bị tin tức này làm cho khiếp sợ nói không ra lời. Đợi trọn vẹn mười hơi thở, ma vương của ma tộc mới từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Ngươi nói cái gì? Toàn bộ vỡ nát. Ma vương không thể tin được nhìn vị ma tộc võ giả đến đây bẩm báo kia hỏi. Vâng thưa ma vương, đầu tiên là mệnh bài của thập trưởng lão vỡ nát, không lâu sau, mệnh bài của tất cả mọi người đều vỡ nát hơn nữa còn vỡ nát cùng một lúc tên ma tộc võ giả tới bẩm báo kia cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi bọn họ mới qua đó bao lâu chứ sao lại toàn bộ vỡ nát rồi cho dù vỡ nát sao có thể vỡ nát cùng một lúc ma vương thật sự là không nghĩ ra không chỉ là hắn không nghĩ ra tất cả mọi người đều không nghĩ ra muốn để cho toàn bộ bọn họ cùng một lúc tử vong trừ phi là siêu thần cấp cao trở lên nếu không căn bản là không thể làm được chẳng lẽ sau khi bọn họ đi qua lại xui xẻo như vậy gặp phải siêu thần đỉnh phong võ giả tuần sứ đại nhân ta xin phép về trước xem xét ma vương thật sự là nghĩ mãi mà không rõ hắn muốn trở về xem một chút thảo luận với mấy vị trưởng lão tình huống như thế nào ừm trở về đi nhưng các ngươi đừng để bị cảm xúc chi phối thông đạo này vẫn phải nhanh chóng gia cố hôi ưng gật đầu an ủi chờ sau khi bổn tường sứ đi qua đó sẽ báo thù cho tộc nhân của các ngươi cho dù là thiên đạo của phàm huyền hoang giới ra tay bổn tường sứ cũng sẽ làm chủ cho các ngươi hôi ưng nhìn ma vương trong mắt hắn những ma tộc võ giả này là vì làm việc cho mình mới bị giết. báo thù cho bọn họ cũng là chuyện đương nhiên đa tạ thánh chủ ma vương cảm động hôi ưng sẽ báo thù cho ma tộc võ giả đã chết là điều hắn không ngờ tới sau khi ma vương của ma tộc rời đi, Hôi Ưng lẩm bẩm: "Phàm Huyền Hoang giới này cũng thật là kiên cường, thông đạo của thánh giới bị phong ấn 10 tỷ năm rồi, vậy mà vẫn còn tồn tại siêu thần đỉnh phong." Theo Hôi Ưng, thông đạo của Phàm Huyền Hoang giới cùng thánh giới bị phong ấn 10 tỷ năm. Dựa theo đạo lý mà nói, là không nên còn tồn tại siêu thần đỉnh phong. Nhưng dựa theo tình huống hiện tại, có thể trong nháy mắt tiêu diệt hai quân đoàn ma tộc do hai gã siêu thần dẫn đầu chỉ có võ giả cảnh giới siêu thần đỉnh phong mới có thể làm được. Chẳng lẽ chuyện này là do thiên đạo của phàm huyền hoang giới làm, cuối cùng, Hôi Ưng nghĩ tới thiên đạo. Hắn cũng không biết thiên đạo của phàm huyền hoang giới vừa mới thức tỉnh không bao lâu. Cho nên trong mắt hắn, khả năng chuyện này là do thiên đạo của phàm huyền hoang giới làm ra rất lớn. Dù sao ma tộc không thuộc về phàm huyền hoang giới, thiên đạo của phàm huyền hoang giới nhìn thấy võ giả không thuộc về hoang giới của mình đến đây, ra tay tiêu diệt bọn họ cũng không phải không có khả năng nếu thật sự là thiên đạo làm vậy thì có chút phiền phức mặc dù hắn vừa mới nói với ma vương cho dù là thiên đạo làm mình cũng sẽ làm chủ cho bọn họ nhưng đây cũng chỉ là hắn nói mà thôi mặc dù lấy thực lực của mình có thể đối phó được thiên đạo nhưng hắn vẫn không dám ra tay với thiên đạo dù sao thiên đạo của các hoang giới đều do thiên đạo của thánh giới quản lý cho dù là thông đạo của thánh giới cùng phàm huyền hoang giới hiện tại bị đóng lại nếu như mình làm gì đó với phàm huyền hoang giới bị thiên đạo của thánh giới biết được mình tuyệt đối sẽ không chịu nổi cho dù là thánh tôn cũng có thể gặp phải phiền phức chi phúc bảo ngươi mau trở về bẩm báo với thánh tôn chuyện này có thể là do thiên đạo của phàm huyền hoang giới làm nếu như chuyện này của ma tộc là do thiên đạo làm vậy chuyện của thiên ma thánh chủ tuyệt đối thoát không khỏi liên quan tới thiên đạo đó hiện tại mình đẩy hai chuyện này lên người thiên đạo của phàm huyền hoang giới xem thử thánh tôn sẽ xử lý như thế nào vâng hôi ưng đại nhân sáng sớm ngày hôm sau trời vừa tờ mờ sáng dương phong liền cáo biệt với tiểu bạch và những người khác nói mình còn có việc phải ra ngoài vài ngày về phần là chuyện gì dương phong cũng không nói nhiều dương phong trước tiên là thuấn di đến địa điểm được đánh dấu trên cấm kỵ chi dương sau đó lấy ra một chiếc phi thuyền hướng mục tiêu mà đi với tốc độ cực nhanh trải qua năm ngày phi hành hòn đảo nhỏ mà diên duy đang ở hiện ra trước mắt dương phong trong năm ngày này dương phong không gặp phải bất cứ chuyện gì cũng không có ma thú hay người nào đến quấy rầy hắn vô cùng thuận lợi tìm được mục tiêu nhiệm vụ của mình đây chính là hòn đảo nhỏ đó sao dương phong nhìn hòn đảo nhỏ kia vẻ mặt cũng hơi kích động năm ngày cuối cùng mình cũng tìm được rồi dương phong rất nhanh liền lái phi thuyền đến hòn đảo nhỏ khi hắn nhìn thấy trên đảo nhỏ có mười mấy con diên duy với đủ loại màu sắc khác nhau thì vô cùng kinh ngạc. Mã Minh Triết cũng không nói cho hắn biết nơi này có nhiều diên duy như vậy, hơn nữa chúng lại có màu sắc khác nhau. Nào là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, xám, trắng, vàng kim, bạc, cái gì cũng có. Dương Phong đếm thử một chút, tổng cộng có 18 con diên duy, 18 con diên duy này có 18 màu sắc. Nhưng sau khi quan sát một lúc, cũng không phát hiện những con diên duy này có gì đặc biệt hay lợi hại. Hắn liền bỏ đi một tia cảnh giác trong lòng, từ trên phi thuyền nhảy xuống đảo nhỏ. Đi tới trước mặt 18 con diên duy kia, phất phất tay. Chào các ngươi, bổn trưởng quỷ hôm nay đến đây để thu phục các ngươi, nếu các ngươi thức thời thì đi theo bổn trưởng quỷ. Dương Phong không biết chúng có thể nghe hiểu lời mình nói hay không, trước tiên cứ nói thử xem chúng có phản ứng gì. Nhưng mà, sau khi những con diên duy này phát hiện ra Dương Phong, đầu tiên là ngẩn người một lúc. Hình như chúng nghe hiểu lời Dương Phong nói, hai cái đầu trên thân rắn của chúng phát ra tiếng kêu quái dị. Kiệt 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 kiệt. Hơn nữa, vẻ mặt đó của chúng làm cho Dương Phong cực kỳ khó chịu. Dương Phong nghe thấy tiếng cười quen thuộc của nhân vật phản diện này, trong lòng liền cảm thấy rất khó chịu. Ta kháo, kiệt kiệt cái gì, ngươi không biết chỉ có nhân vật phản diện mới phát ra tiếng cười như vậy sao, các ngươi đã muốn làm nhân vật phản diện, vậy bổn trưởng quỷ sẽ thành toàn cho các ngươi. Nếu các ngươi không biết điều, vậy thì bổn trưởng quỷ sẽ dùng vũ lực. Dương Phong là một động tác tay kỳ quái chỉ vào Diên Duy, bổn trưởng quỷ muốn thay mặt chính nghĩa, tiêu diệt các ngươi. Nhưng hắn cũng không mù quáng ra tay, mà là xem xét thuộc tính của Diên Duy một chút. Để tránh trường hợp ra vẻ ta đây nhưng lại bị ngược, vậy thì khuôn mặt đẹp trai này sẽ mất hết mặt mũi. Nhân vật, Diên Duy, chủng tộc, ngụy thần hoang dã, đang trưởng thành, cảnh giới, không thế lực, thiên đạo, quan hệ, khách hàng khí vận, đen mệnh cách, số phận long đông, tâm tiến, chỉ cần ta sinh ra thần cách là có thể trở thành thần linh chân chính. Sau khi xem xong thông tin thuộc tính cá nhân của Diên Duy, Dương Phong không hiểu gì cả. Hắn không chỉ xem thông tin thuộc tính của một con Diên Duy, mà còn xem qua thông tin thuộc tính của cả 18 con Diên Duy ở đây. Thông tin thuộc tính của mỗi con Diên Duy đều giống nhau như đúc, ngay cả khí vận mệnh cách và tâm thanh cũng giống nhau điều này làm cho dương phong cảm thấy vô cùng kinh ngạc hệ thống ngụy thần hoang dã này là có ý gì thế lực của hắn là thiên đạo là có ý gì còn thần cách gì đó trở thành thần linh chân chính là có ý gì theo nguyên tắc không hiểu thì hỏi hệ thống dương phong ném những vấn đề này cho hệ thống hệ thống dường như cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để giải thích cho dương phong vừa nghe dương phong nói xong liền lên tiếng ngụy thần hoang dã cũng chính là phàm huyền hoang giới này sắp sinh ra thần linh của riêng mình chỉ cần có người thờ phụng diên duy hắn sẽ ngưng tụ thần cách trở thành thần linh chân chính còn mạnh hơn đám tự xưng là thần linh ở thánh giới kia vô số lần nghe đến đây dương phong dường như đã hiểu ra một chút hệ thống tiếp tục nói sở hữu thần cách chính là sở hữu pháp tắc đây chính là pháp tắc độc nhất vô nhị thuộc về bản thân sau khi nghe hệ thống giải thích xong Dương Phong đã hiểu tại sao màu sắc của những con Diên Duy này lại khác nhau. Màu sắc trên người chúng có lẽ đại diện cho loại pháp tắc mà chúng sở hữu. Màu sắc trên người chúng đều khác nhau, vậy thì pháp tắc mà chúng sở hữu cũng không giống nhau. Hệ thống, ý của ngươi là nếu bổn trưởng quỷ không can thiệp. Chỉ cần con Diên Duy này được người ta thờ phụng, thì nó có khả năng sẽ trở thành thần linh chân chính. Thần linh còn mạnh hơn cả đám tự xưng là thần linh ở thánh giới kia. Dương Phong lại một lần nữa hỏi ra suy nghĩ trong lòng mình hệ thống chính xác xem ra nếu không có gì bất ngờ xảy ra những con diên duy này vốn có thể trở thành thần linh chân chính thế giới rộng lớn như vậy luôn có một số người sẽ thờ phụng diên duy như thờ phụng thần linh khi có người biết chỉ cần cung phụng diên duy là có thể đạt được một ít lực lượng những lực lượng này đủ để cho bọn họ thống nhất đại lục cứ như vậy diên duy sẽ được vô số kẻ có giả tâm cung phụng có vô số người cung phụng sau khi trải qua thời gian lắng động nhất định những diên duy này sẽ trưởng thành thành thần linh chân chính bọn họ so với đám người gọi là thần linh ở thánh giới kia cường đại hơn nhiều lắm dù sao đám người kia chỉ là biết ứng dụng pháp tắc hoặc là khống chế pháp tắc nhưng diên duy lại sở hữu pháp tắc có thể nói bản thân nó chính là pháp tắc tồn tại cho nên hai thứ này chênh lệch quá nhiều căn bản không thể so sánh dương phong nhìn diên duy đang phát ra tiếng cười quái dị với mình có chút không biết xuống tay từ đâu. Ngụy Kiếu Đình nói bọn chúng có thể phản đạn bất kỳ công kích nào, muốn dùng vũ lực thu phục hình như không có khả năng lắm. Nhưng nếu muốn dùng lời nói để uy hiếp, xem ra Diên Duy hiện tại có vẻ thông minh, có lẽ căn bản không biết ta đang nói cái gì. Dương Phong suy nghĩ 10 giây, đem vấn đề nan giải này ném cho hệ thống, thứ này phải làm sao thu phục, hệ thống chắc chắn có cách để ta thu phục Diên Duy. Hệ thống hung hăng nói: đánh cho đến khi bọn chúng chịu khuất phục mới thôi. Dương Phong nghe hệ thống hung hăng nói, có chút không hiểu ra sao, đầu óc của hệ thống có phải không bình thường hay không, thứ này có thể phản đạn tất cả công kích. Còn muốn để ta đánh cho đến khi bọn chúng khuất phục, không có 10 năm bị tác động mạch não tuyệt đối không nói ra đáp án như vậy. Nhưng mà hệ thống, thứ này có thể phản đạn bất kỳ công kích nào. Dương Phong bất lực đáp. Ngươi không thử một chút thì sao biết, nó sẽ phản đạn bất kỳ công kích nào hệ thống cười như không cười đáp đúng rồi không thử ta làm sao biết được tất cả những thứ này cũng đều là người khác nói bởi vì cái gọi là tận mắt nhìn thấy mới là thật thực, thực tiễn mới là chân lý được ta thử xem dương phong hoạt động tay chân một chút muốn thử xem diên duy có thật sự có thể phản đạn bất kỳ công kích nào hay không nếu các ngươi đám người này không chịu khuất phục ta liền đánh cho đến khi các ngươi khuất phục mới thôi dương phong nói xong hướng về một con diên duy màu lam ở phía trước hơn 10 đạo kiếm quang do linh khí hóa thành, bay về phía con Diên Duy màu lam kia. Dương Phong đây chỉ là công kích thăm dò, cũng không có hạ sát thủ, và nhất giết chết một con dẫn đến nhiệm vụ không thể hoàn thành, vậy ta cũng không có chỗ để khóc. Hơn nữa còn có khả năng bị phản đạn công kích trở về, ta cũng không muốn ngay từ đầu đã tự tìm đường chết. Mười mấy đạo kiếm quang trong nháy mắt đã đến trước mặt Diên Duy màu lam. Ngay khi kiếm quang sắp chạm vào người con Diên Duy màu lam, trên thân thể của nó đột nhiên xuất hiện một tầng trắng màu lam nhạt. Ken 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 ken, hơn 10 đạo kiếm quang đánh vào trên tầng trắng, phát ra âm thanh len ken. Mà ngay sau đó, hơn 10 đạo kiếm quang kia đột nhiên bay ngược về phía Dương Phong. Hơn nữa vốn là kiếm quang màu vàng nhạt, sau khi chạm vào tầng trắng kia, biến thành màu lam nhạt giống như tầng trắng. Chết tiệt, Dương Phong tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khó tránh khỏi cũng có chút giật mình. Cũng may những công kích quy lực, tốc độ bị phản đạn trở về này cũng không tăng lên mà vẫn giống như lúc trước. Bay ra như thế nào thì bay ngược trở về như thế đó. Dương Phong vung tay lên, hơn 10 đạo kiếm quang màu lam nhạt này cũng tiêu tán theo. Lần này cũng khơi dậy ý chí chiến đấu trong lòng Dương Phong, hắn không tin mình đường đường là tu tiên giả, chẳng lẽ còn không phá được cái mai rùa này của ngươi, ta không tin, không phá được cái mai rùa này của ngươi. Dương Phong hét lớn một tiếng, Điên cuồng tấn công về phía Diên Duy màu lam. Ước chừng qua nửa giờ, Dương Phong cũng có chút thở hổn hển. Dù sao vừa công kích, vừa phải tránh né công kích bị phản đạn trở về. Cái này thật sự rất mệt người. Hô hô Dương Phong thở hổn hển, trên mặt đầy mồ hôi. Quả nhiên, những Diên Duy này căn bản không thể dùng loại thủ đoạn này để giải quyết. Ta đã dùng toàn bộ thủ đoạn, nhưng vẫn không phá được tầng trắng màu lam nhạt này. Hai hữu dũng vô mưu hữu dũng vô mưu đúng là đồ ngu ngốc lúc này hệ thống truyền đến giọng nói của kẻ không nên dạy bảo dương phong vốn đang buồn bực không thôi nghe được hệ thống nói lời này lập tức nổi giận là ngươi bảo ta đánh bại đối phương bây giờ lại nói bóng nói gió như vậy ngươi có ý gì ta nói hệ thống ngươi nói bóng nói gió như vậy là có ý gì ta làm sao lại hữu dũng vô mưu dương phong tức giận chẳng lẽ hệ thống này đang đùa dẫn ta sao nếu như hệ thống không nói rõ ràng chuyện này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ha ha ký chủ ngươi cứ tiếp tục coi như bổn hệ thống lắm miệng bổn hệ thống xin lỗi ngươi hệ thống lại xin lỗi dương phong hơn nửa giọng điệu còn rất tức giận cái này căn bản không có ý tứ xin lỗi mà là đang chế giảo hệ thống vậy ngươi nói xem có biện pháp nào có thể đánh bại những con diên duy đáng ghét này dương phong biết hệ thống đang có ý đồ gì chẳng phải là muốn ta nhận thua cầu xin nó nói ra sao. Nhưng ta có thể để hệ thống vừa ý sao, đùa gì vậy, hệ thống ngươi đừng mơ tưởng nữa. Ký chủ, bổn hệ thống nói ngươi hữu dũng vô mưu đã là coi trọng ngươi rồi. Rõ ràng biết thủ đoạn cứng rắn này không được, nhưng ngươi còn công kích lâu như vậy. Ngươi nói xem có phải đầu óc ngươi có vấn đề hay không, Dương Phong nghe được lời này của hệ thống, hình như rất có đạo lý, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Cái này, đúng là có chút đạo lý, hệ thống ngươi tiếp tục nói ta sẽ khiêm tốn tiếp thu dương phong lúc này miệng nói khiêm tốn tiếp thu trong lòng sớm đã mắng ầm lên cái hệ thống thối tha này vậy mà có biện pháp lại không nói cứ muốn giấu giếm xem ta chê cười hệ thống thấy thái độ của dương phong tốt cũng không giấu giếm nữa khổ tâm khuyên nhủ chẳng lẽ ký chủ ngươi ngoài thủ đoạn công kích vật lý ra thì không còn thủ đoạn công kích nào khác sao dương phong nghe xong nhớ mày thủ đoạn công kích khác còn có thủ đoạn công kích nào khác Dương Phong suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên nghĩ đến một loại thủ đoạn công kích. Chẳng lẽ là công kích linh hồn? Dương Phong thử hỏi. Dương Phong cũng không dám chắc chắn công kích linh hồn có thể có tác dụng hay không, cho nên nói chuyện không được tự tin lắm. Hừ, trí thông minh của ký chủ ngươi vẫn còn cứu được. Dương Phong nghe được lời này của hệ thống, vừa thở vào nhẹ nhõm, vừa lại bắt đầu kiêu ngạo. Qua, ta quả nhiên là thiên tài ngay cả công kích linh hồn cũng có thể nghĩ ra, thật sự là quá bội phục chính mình. Hệ thống cũng cạn lời, ký chủ này đúng là đồ ngốc, không cần mặt mũi nữa rồi. Khi két, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa, công kích của ta sắp bắt đầu rồi. Dương Phong nhìn 18 con Diên Duy, phát ra tiếng kêu quái dị. Khi két, 18 con Diên Duy, 36 cái đầu, 36 đôi mắt khinh thường nhìn Dương Phong. Âm thanh kia giống như đang chế nhạo Dương Phong, làm chuyện vô ích. Kiếp cái con khỉ, chết hết cho ta." Dương Phong nổi giận, mình bị coi thường, bị bọn chúng chế nhạo, vậy còn được sao? Thần hồn hóa thành từng thanh lợi nhận, bay về phía Diên Duy. Lợi nhận được tạo thành từ thần hồn, vô hình vô ảnh, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Diên Duy. Từng thanh lợi nhận trực tiếp xuyên qua tầng trắng trước người Diên Duy, tiến thẳng vào trong đầu bọn chúng. A à, 18 con diên duy lập tức kêu thảm thiết, lăn lộn trên mặt đất. Dương Phong thấy cảnh này, trong lòng sung sướng vô cùng. "Ha ha, ngươi còn dám kiếp với ta nữa không? Ngươi còn dám kiếp nữa không?" Lúc những con diên duy kia ngã xuống đất, tầng trắng trên người bọn chúng cũng biến mất. Dương Phong thấy tình huống này còn chờ gì nữa, lập tức xuất hiện bên cạnh con diên duy màu lam kia. Dẫm một cước lên chỗ hiểm của bọn chúng, giơ bàn tay to như cái quạt hương bồ lên tát thẳng vào mặt hai cái đầu của diên duy bốc bốt tiếng tác này thật là vang dội đánh cho dương phong cảm thấy sảng khoái vô cùng tên khốn kiếp này người có chịu khuất phục hay không dương phong vừa đánh vừa hỏi cơn đau trên linh hồn và thể xác của diên duy khiến bọn chúng kêu la thảm thiết a à. diên duy đau đến mức không có thời gian để ý đến dương phong dương phong nhìn được lắm Vậy mà dám coi lời của ta như gió thoảng qua tai, không thèm đáp lại. Mẹ Kiếp, vẫn còn cứng miệng, ta đánh chết ngươi, Dương Phong vừa ra quyền vừa đá, quyền quyền trúng đích. Bốp bốt bốt. Đánh cho con diên duy màu lam này kêu la thảm thiết, nước mắt nước mũi giàn dụa. Ngay lúc này, 17 con diên duy khác muốn nhân cơ hội chạy trốn. Nhưng rất nhanh đã bị Dương Phong phát hiện, đứng lại hết cho ta, từng đạo thần hồn hóa thành 18 loại binh khí đồng loạt tấn công vào linh hồn của những con diên duy khác. Ầm ầm ầm. 17 con diên duy khác cũng kêu la thảm thiết ngã lăn ra đất. Sau khi hành hạ một hồi, Dương Phong khinh thường nhìn những con diên duy đang lăn lộn trên mặt đất. Hắc hắc, chỉ bằng đám gà mờ các ngươi, còn dám cứng miệng với ta. Chỉ vào những con diên duy đang run rẩy, Dương Phong hung dữ nói, nói xem các ngươi có chịu khuất phục hay không? 18 con diên duy đồng loạt gầm lên với Dương Phong. Dương Phong không hiểu bọn chúng đang nói gì, nếu không hiểu vậy thì cứ coi như bọn chúng không chịu khuất phục đi. Cái gì? Vẫn còn dám không khuất phục, ánh mắt Dương Phong lóe lên tia sáng kỳ dị, không cho các ngươi nếm chút đau khổ, thật đúng là muốn tạo phản. Lũ rác rưởi các ngươi, vậy mà dám không khuất phục ta. Cho dù là Tô Ngộ không ngày xưa trời không sợ đất không sợ, dưới Kim Cô bổng cũng phải ngoan ngoãn nghe lời Đường Tăng. Tuy rằng Kim Cô bổng thật sự ta không biết làm nhưng công kích tương tự ta vẫn có thể làm được. Nếm thử kim cô bổng của ta đi, Dương Phong hướng về phía những con Diên Duy, phóng ra 18 vòng kim cô được tạo thành từ thần hồn, tiến vào trong đầu Diên Duy giam cầm linh hồn của bọn chúng. Khi vòng kim cô giam cầm linh hồn của Diên Duy, nó bắt đầu từ từ siết chặt. Lần này, Diên Duy không chịu nổi nữa. Nếu là đau đớn trên thân thể, bọn chúng còn có thể chịu đựng được. Nhưng đây là đau đớn trên linh hồn, hơn nữa còn là loại đau đớn đến cực hạn, bọn chúng không thể nào chịu đựng nổi. A. À, những con diên duy lăn lộn trên mặt đất, nước mắt nước mũi lẫn lộn vào nhau. Tình trạng này kéo dài suốt 15 phút, những con diên duy kia đã hôn mê vài lần, đều bị Dương Phong đánh thức rồi tiếp tục hành hạ. Ta nói ký chủ, có khả năng là bọn chúng đã chịu khuất phục rồi. Hệ thống dường như có chút không nhịn được nữa, lên tiếng nhắc nhở. Dương Phong nghe hệ thống nói vậy, bỗng nhiên sững sờ, ơ, ờ, sau khi suy nghĩ hai giây, dương phong cảm thấy lời của hệ thống rất có lý. dù sao trong chuyện này hệ thống sẽ không lừa gạt hắn. nhưng sau đó nghĩ lại, dương phong cảm thấy trong này có chút vấn đề khó hiểu. nhưng hệ thống, nếu bọn chúng đã chịu khuất phục, tại sao thông báo nhiệm vụ hoàn thành không vang lên? dương phong nghĩ nếu những con duyên duy này thật tâm khuất phục, thông báo nhiệm vụ hoàn thành của hệ thống đáng lẽ phải vang lên mới đúng. ký chủ có khả năng là phải thu chúng nó vào không gian hệ thống thì nhiệm vụ mới hoàn thành hệ thống có chút bất đắc dĩ nói ký chủ này lúc thì rất thông minh lúc thì lại ngốc nghếch dương phong vỗ đùi bừng tỉnh đại ngộ à hệ thống ngươi nói không chừng đúng đấy dương phong nghĩ có lẽ đúng như hệ thống nói dù sao hệ thống am hiểu chuyện này hơn hắn nhiều hơn nữa đây là nhiệm vụ hệ thống sẽ không lấy nhiệm vụ ra để đùa giỡn hệ thống mệt mỏi quá ký chủ này thật sự không mang theo nổi nếu đổi một ký chủ có trí thông minh bình thường có chí tiến thủ lại có khí phách cấp bậc của cửa hàng này ít nhất phải tăng lên hai cấp cũng có thể thôi không nói nữa nói nhiều toàn là nước mắt dương phong đánh ngất xỉu tất cả diên duy sau đó thu bọn chúng vào không gian hệ thống sau khi diên duy vào không gian hệ thống thông báo nhiệm vụ hoàn thành vang lên ngay lập tức đinh chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ thu phục diên duy phần thưởng nhiệm vụ đã được phát dương phong nghe thấy thông báo dễ nghe này trong lòng vui mừng không xiết h hệ thống ngươi nói đúng thật đấy hệ thống như vậy mới đáng tin cậy mới là điều mà một hệ thống nên làm hôm nay dương phong khá hài lòng với biểu hiện của hệ thống nếu thái độ của nó tốt hơn một chút thì hắn sẽ càng hài lòng hơn hệ thống nhiệm vụ của hệ thống đã hoàn thành dương phong định dịch chuyển tức thời trở về đột nhiên dương phong nghĩ đến chuyện gì đó hai mắt sáng lên hệ thống điểm danh hòn đảo vô danh này dương phong cho rằng diên duy tồn tại trên hòn đảo nhỏ này nhiều năm như vậy chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt nếu điểm danh ở đây hắn cảm thấy khả năng điểm danh thành công rất cao hệ thống nhắc nhở đánh dấu diên duy đảo thành công phần thưởng cơ hội rút thưởng ít một chú hồn đang ít một quả nhiên như hắn dự liệu đánh dấu thành công sau khi nhìn thấy trong phần thưởng có một lọ chú hồn đang Dương Phong mừng rỡ như nở hoa trong lòng. Ha ha, lời to rồi lời to rồi, lại có một lọ chú hồn đan. Một lọ chú hồn đan trị giá 5 ức kim tệ, cái này so với bán vật phẩm còn tốt hơn. Ồ, đây là. Vừa lúc đó, Dương Phong cảm nhận được trên không trung có thứ gì đó bay qua. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện thì ra là mười mấy chiếc phi thuyền của Hạo Nguyệt Đại Lục đang bay qua. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất 7 8 ngày nữa bọn họ có thể đến thiên thần đại lục. Dương Phong khai thác 18 khối đá lớn, đem chúng tỷ lệ một, một tạc thành hình dạng của Diên Duy. Có lẽ qua vài năm nữa, nơi này sẽ trở thành một hòn đảo du lịch nhỏ. Những pho tượng đá Diên Duy này sẽ trở thành thứ có giá trị nhất trên đảo. Bởi vì Dương Phong đã khắc tên mình lên những pho tượng đá này. Sự tình cũng đúng như Dương Phong dự liệu, vài năm sau nơi này trở thành một thắng địa du lịch. Mọi người sau khi biết những pho tượng đá này là do Dương Phong tạc, liền liền bái lạy cúng bái. Nghìn năm sau, những pho tượng Diên Duy này sinh ra linh trí, bắt đầu hấp thu linh khí của trời đất. Sau khi bọn họ học thành tài, đi đến các đảo nhỏ khác nhau, trở thành sơn thần. Những điều này đều là chuyện sau này, không nói chi tiết nữa. Dương Phong đánh dấu Diên Duy đảo xong, liền trở về tiểu viện của mình ở lầu hai cửa hàng. Dương Phong nhìn thời gian, hơn 2 giờ chiều. Dương Phong nằm trên ghế dài trong sân, tiến vào hệ thống xem xét phần thưởng nhiệm vụ. Hắc hắc, để bổn trưởng quỹ xem thử ba vật phẩm bán ra lần này là thứ gì, mở ba cái rương ra, ba vật phẩm xuất hiện trước mặt Dương Phong. Một linh tam châm hoa ít hàng diễm dung hồn quả ít vỏ thánh tâm đắc ít 50. Ơ, ờ, lại xuất hiện tài liệu luyện đan. Sau khi nhìn thấy một linh tam châm hoa và hàng diễm dung hồn quả, Dương Phong có chút ngoài ý muốn không ngờ nhanh như vậy đã xuất hiện tài liệu luyện đan trong vật phẩm bán ra. Một linh tam châm hoa, linh dược, có thể dùng để luyện chế đan dược tăng linh lực, giá bán hạ phẩm linh thạch. Di chú, mỗi thể hội viên tối đa có thể mua 10 cây, hàng diễm dung hồn quả, linh dược, có thể dùng để luyện chế đan dược tăng cường thần hồn, giá bán hạ phẩm linh thạch. Di chú, mỗi thể hội viên tối đa có thể mua 10 quả. Dương Phong xem xong hai loại linh dược luyện đan này, tuy rằng cần một nghìn hạ phẩm linh thạch giá trị này có chút cao dương phong đoán chừng những linh dược này có thể bán được vài khối hoặc mười mấy khối hạ phẩm linh thạch là được rồi không ngờ lại cần một nghìn hạ phẩm linh thạch hệ thống này cũng đủ đen tối ký chủ bổn hệ thống nghe thấy ngươi nói bổn hệ thống đen tối hệ thống có chút không vui dương phong cũng không che giấu ý nghĩ này với hệ thống có thể nói hắn cố ý để hệ thống biết đúng vậy dương phong đương nhiên sẽ không phủ nhận vẻ mặt đương nhiên hệ thống mẹ kiếp chẳng lẽ ký chủ ngươi ngay cả che giấu cũng không muốn ký chủ những linh dược này thế giới này không có đương nhiên sẽ đắt hơn rất nhiều hơn nữa linh dược này còn có thể bồi dưỡng cấy ghép ngươi nói một nghìn khối hạ phẩm linh thạch này có đắt không hệ thống giải thích cho dương phong sự trân quý của hai loại tài liệu này một linh tam châm hoa hàng diễm dung hồn quả đều rất tươi mới không phải là loại đã qua chế biến. Chỉ cần mua về là có thể trồng xuống, đây chính là tài nguyên có thể tái sinh. Sau khi nghe xong, Dương Phong càng không vui, hắn thật muốn bóp cổ hệ thống ngay bây giờ, mắng hắn là tên phá gia chi tử. Hệ thống, ngươi có biết làm ăn không vậy? Dương Phong bắt đầu công kích hệ thống. Nếu thế giới này không có, còn có thể kế ghép bồi dưỡng, ngươi chỉ bán một nghìn khối hạ phẩm linh thạch, đúng là phá gia chi tử, nếu để Dương Phong tự mình định giá, ít nhất phải 10 vạn 8 vạn linh thạch. Dù sao đây là linh dược có thể tái sinh. Mẹ kiếp, trái phải đều là lỗi của bổn hệ thống à, hệ thống cảm thấy mình thật quỷ khuất, vô luận mình làm như thế nào đều là sai. Dương Phong không để ý tới hệ thống phá gia chi tử này nữa, mà nhìn về phía vật phẩm thứ ba. Võ Thánh Tâm Đắc, bên trong ghi lại tất cả tâm đắc tu luyện của một vị Võ Thánh Đỉnh Phong, giá bán một ức kim tệ. Lại là Võ Thánh Tâm Đắc hơn nữa còn là tâm đắc tu luyện của một vị võ thánh đỉnh phong. Nếu như tung ra ngoài chắc chắn sẽ bị người ta cướp điên mất, nhưng khi Dương Phong nhìn thấy giá bán chỉ có một ức kim tệ, tâm tình lập tức không tốt lên. Hệ thống này đúng là ngu ngốc, tâm đắc tu luyện của võ thánh đỉnh phong, vậy mà chỉ bán một ức kim tệ. Nếu là bổn trưởng quỹ định giá, không bán được trên trăm ức thì không được. Hiện tại Dương Phong chỉ muốn tự mình định giá, dù sao khi tu vi của mình và kim tệ có liên quan, một số ý niệm ban đầu của hắn đã thay đổi không còn là kiểu ngươi thích mua hay không thì mua bổn trưởng quỹ muốn mở cửa hàng thì mở ít nhiều cũng có chút tư lợi hệ thống ngu ngốc nhưng mà ngay khi hắn oán trách hệ thống định giá quá thấp hai chữ này của hệ thống vang lên trong đầu hắn hệ thống ngươi có ý gì dương phong không vui hệ thống ngươi dựa vào cái gì mà mắng người chẳng lẽ bổn trưởng quỹ nói sai sao ký chủ ngươi hình như quên rồi những đại thế lực có nội tình kia đều có một lão gia hỏa thượng cổ. Trước kia bọn họ đều là võ thánh hoặc là cao hơn võ thánh. Bọn họ đều có để lại tâm đắc, nếu người bán đắc như vậy, sẽ có bao nhiêu kẻ chịu để ngươi vặt lông, hệ thống nói với giọng điệu khinh bỉ. Dương Phong nghe xong, đúng là như vậy, những thế lực đỉnh cấp kia đều có hồn thể tồn tại. Hơn nữa, bọn họ tuyệt đối có để lại tâm đắc tu luyện hoặc những thứ tương tự. Dù sao hiện tại đã phá vỡ gông cùng chỉ có thể tu luyện đến võ đế. Hệ thống, nghe ngươi nói như vậy, đúng là có lý. Dương Phong rốt cuộc đã hiểu tại sao hệ thống lại định giá một ức kim tệ. Những đại thế lực có nội tình kia chắc chắn không thiếu võ tôn tâm đắc, võ thánh tâm đắc. Võ thánh tâm đắc này là dành cho những thế lực đỉnh cấp không có nội tình, hoặc là một số thế lực nhị lưu. Những thế lực nhị lưu kia, một ức kim tệ có lẽ bọn họ còn có thể lấy ra được. Nếu thật sự bán trên trăm ức kim tệ, bọn họ cũng sẽ bó tay, tình huống hiện tại, bọn họ không lấy ra được. Hừ, hiểu là tốt rồi. Hệ thống hừ lạnh nói. Dương Phong không có bất kỳ cảm xúc nào đối với thái độ này của hệ thống. Dù sao cũng đã quen rồi, hơn nữa hắn là người lớn không chấp nhận tiểu nhân, sẽ không so đo với một chương trình thông minh. Dương Phong nhìn về phía thứ mà hắn quan tâm nhất, đó chính là tinh linh bình. Tinh linh bình, Mỗi ngày có thể sản xuất ra một giọt linh dịch, linh dịch có thể thúc đẩy thực vật sinh trưởng. Dương Phong nhìn thấy mỗi ngày chỉ có thể sản xuất ra một giọt linh dịch, trong lòng cả kinh. Lập tức lấy tinh linh bình ra khỏi hệ thống, khi tinh linh bình vừa vào tay liền cảm thấy một trận mát lạnh. Tinh linh bình này được làm từ chất liệu không rõ, thân bình có màu xanh đen. Dương Phong nhìn tới nhìn lui một hồi cũng không thấy có gì khác biệt, liền vội vàng mở nắp bình ra xem khi dương phong nhìn thấy trong bình có hơn nửa bình linh dịch mới thở phào nhẹ nhõm dương phong tưởng rằng bên trong tinh linh bình trống không cho nên mới vội vàng mở ra xem như vậy hệ thống linh dịch này dùng như thế nào tần pha loãng không vì trong phần giới thiệu của tinh linh bình không có nói rõ cách sử dụng dương phong chỉ có thể hỏi hệ thống chỉ cần nhỏ một giọt lên thực vật là được chỉ cần một giọt chờ chúng hấp thu xong có thể nhỏ thêm một giọt nữa dương phong tỏ vẻ đã hiểu hiện tại có chút nóng lòng muốn xem hiệu quả của linh dịch này ha ha trước tiên đi thử nghiệm với tiểu linh quả quả xem sao dương phong đứng dậy khỏi ghế dài trực tiếp xuất hiện ở vườn rau chủ nhân chủ nhân tiểu linh và quả quả nhìn thấy dương phong xuất hiện bên cạnh lập tức hoan hô ha ha xem chủ nhân mang đến cho các ngươi thứ tốt gì này dương phong lắc lắc tinh linh bình trong tay trước mặt hai cây ăn quả Chủ nhân, đây là cái gì? Tiểu Linh và quả quả đương nhiên không nhận ra tinh linh bình. Dương Phong mở nắp bình, cười hắc hắc, hắc hắc, chờ chút nữa các ngươi sẽ biết. Hắn cẩn thận đổ một giọt linh dịch từ trong tinh linh bình lên thân cây của Tiểu Linh. Một giọt chất lỏng màu xanh đen từ trong tinh linh bình nhỏ xuống. Khi linh dịch nhỏ lên thân cây, lập tức bị hấp thu. Ngay lúc này, cả cây Tiểu Linh tỏa ra ánh sáng màu xanh lục. Trong ánh sáng màu xanh lục này, Tiểu Linh chậm rãi cao lên, mãi đến khi cao hơn 4 mét mới dừng lại. Cùng lúc đó, trên thân cây xuất hiện một khuôn mặt mơ hồ. Khuôn mặt này vừa xuất hiện, đôi mắt đang nhắm chặt chậm rãi mở ra. Khi đôi mắt này nhìn thấy Dương Phong, cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng vui mừng không xiết, "A, à, chủ nhân, ta, ta có thể nhìn thấy ngươi." Dương Phong bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động mới chỉ nhỏ một dọc linh dịch mà đã có biến hóa lớn như vậy. Nếu như nhỏ cả bình thì sẽ như thế nào? Lúc này quả quả cảm nhận được sự biến hóa của Tiểu Linh cũng bắt đầu kích động. Nàng muốn Dương Phong cũng nhỏ cho nàng một dọc linh dịch. Nàng cũng muốn giống như Tiểu Linh. Dương Phong nhìn quả quả đang nóng lòng, mỉm cười gật đầu. Sau đó nhỏ một dọc linh dịch lên thân cây của quả quả. Tình huống của quả quả giống như Tiểu Linh, chỉ trong vài giây đã cao từ hơn một mét lên hơn bốn mét. Đây là thiên ba hồ sao? Đẹp quá. Quả quả nhìn cảnh sắc thiên ba hồ, không nhịn được mở miệng nói. Trước kia các nàng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng thế giới bên ngoài, hiện tại giống như người bình thường, có thể dùng mắt quan sát thế giới này. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.